sinh nhật các bạn. Hôm nay là ngày thứ 13 trong chuỗi 60 ngày tham gia thử thách cùng đội nhóm Xtrip. Thì hôm nay Hạnh sẽ chia sẻ cho các bạn một cuốn sách mà Hạnh mới đọc được dạo gần đây, đó chính là Xuyên qua nỗi sợ. Thì khi mà mình bước vào một cái giai đoạn nào đó hay là mình chuẩn bị một cái công việc gì đó thì thường thường mình rất là hay là sợ. Và mình giống như là mình trước khi mà Hạnh bước lên, trước khi Hạnh vào Sài Gòn đó, thì Hạnh cũng sợ là mình có thi đậu được không, thi đậu được trường đại học này không, thi đậu được trường đại học kia không, hay là mình có nhà ở hay không, hay là mình sẽ sau này mình sẽ như thế nào, công việc mình sẽ ra sao. Thì khi mà Hạnh vào công ty thì mình nghĩ là mình có làm được hay không, rồi mình sẽ làm tốt công việc này hay không, hay như thế nào. Thì mình thường hay có những cái nỗi sợ của mình. Hay là lúc mà Hạnh kinh doanh á, thì Hạnh cũng rất là trước khi mà được nói chuyện được như ngày hôm nay thì Hạnh cũng rất là sợ livestream. Thì dù mặc dù là các bạn cũng biết là live thì mình sẽ bán được nhiều hàng hơn, nhưng mà tất cả các bạn thường hay có những cái nỗi sợ đó và không vượt qua, không xuyên qua được cái nỗi sợ của mình. Thì trong cái cuốn sách này tác giả có nói về một cái vấn đề, đó chính là đưa ra một cái quyết định bất bại. Thì trước khi hai con đường là mình có nên livestream hay không, hay mình có nên làm cái công việc này đó hay không, thì các bạn hãy do dự là mình livestream là mình sẽ không có người xem, hay là mình nói dở quá thì sẽ không ai xem, hay là cái công việc này mình không ai xem thì mình sẽ ngại, rồi mình không like nữa, rồi mình sẽ không làm cái công việc này nữa. Thì các bạn hay sợ như vậy. Nếu như mà các bạn sợ như vậy thì chắc chắn rằng là cái nỗi sợ của mình vẫn ở đó. Nếu như mà hôm nay các bạn không like, hôm nay các bạn không chia sẻ thì ngày mai cái nỗi sợ nó vẫn ở đó, đúng không? Nếu như mà hôm nay các bạn like đi thì ngày mai thì có những cái người, ví dụ như là mình like mình sẽ biết là mình nói sai ở đâu hay là như thế nào, thì ngày mai mình sẽ hoàn thiện cho bản thân mình tốt hơn. Mình sẽ đưa ra một cái quyết định đúng cho các bạn thân mình giữa hai lựa chọn là đi con đường này hay đi con đường này, thì mình sẽ chọn một trong hai con đường, mặc dù là nó sẽ cho mình một cái kết quả không được như mong muốn đi chăng nữa thì đó cũng là thành công của mình rồi, vì mình đã dám đưa ra quyết định và mình đã dám thực hiện nó thì mình đã thành công rồi. Và cái tiếp theo trong cái cuốn sách này mà tác giả có nói tới đó chính là chúng ta hãy gật đầu và chấp nhận những cái chuyện mà sắp tới xảy ra đối với mình. Thì mình sẽ đưa ra một cái quyết định và khi mà chúng ta làm thì sẽ có thành công và thất bại. Nếu như mà cái con đường đó mà chúng ta lựa chọn mà nó không thành công thì chúng ta vẫn luôn sẵn sàng rằng là mình đã chuẩn bị tinh thần và mình đã biết cái điều đó nó sẽ xảy ra hay không, thì mình vẫn gật đầu ok rằng cái điều này mình đã chuẩn bị từ đầu rồi thì nó không có cái gì là khó khăn hết, vì mình đã quyết định thì mình phải làm, và cho dù đúng hay sai thì mình phải làm cho bằng được. Thì khi mà mình đã có một cái niềm tin và mình đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy rồi thì những cái nỗi sợ hãi đó cũng không còn là gì đối với chúng ta nữa, đúng không? Chúng ta đã biết rằng nó sẽ như vậy rồi và chúng ta đã sẵn sàng là một là được hay là không thì cái nỗi sợ đó nó cũng không còn gì hết. Nếu như mà chúng ta đã giống như là chúng ta livestream như thế này thì mình sẽ biết là lúc những ngày đầu thì sẽ không ai xem, hay là những cái video đầu thì sẽ không ai xem, nhưng mà chúng ta đã sẵn sàng với cái điều đó rồi thì không có gì là sợ cả. Và những ngày tiếp theo thì chúng ta cứ làm tiếp như vậy thì sẽ bắt đầu và có người xem, và chúng ta sẽ có cái niềm tin và chúng ta sẽ hành động nhiều hơn. Và hy vọng rằng những cái chia sẻ của Hạnh ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có được đưa ra những cái quyết định của mình và đi xuyên qua được cái nỗi sợ của mình. Nếu như mà cái nỗi sợ của mình mà cứ tiếp tục như thế này, nếu như mà chúng ta cứ giữ cái nỗi sợ của mình mà không đi xuyên qua nó, chỉ có một cách duy nhất là chúng ta đi xuyên qua nỗi sợ của mình thì chúng ta mới vượt qua được nó thôi. Cảm ơn các bạn đã coi hết cái video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.